Cái tiền shipping từ Mỹ về Việt Nam không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà cái tiền shipping ở trong nội địa của thằng Mỹ rất là mắc. Nó mắc thường phải gấp 2. Nó mắc gấp 2 đó. Oh my god. Nhiều khi gặp cái tình huống mắc cười lắm, gái đẹp bạn chạy xe bắt vàng đàng hoàng, đang chạy ngoài đường nó bữa hổm không biết vụ gì á. Bữa đó không biết gì lái hay sao á. Nói chung là chắc mình Việt Nam qua thì lại chút. Mình lái chắc có cái gì đó nó chửi mình mày. Nó chửi đường ngón tay rồi ngón nào quên rồi. Cái ngón mà chửi phát vô nó đưa ngón nào. Nó chửi mình vậy đó. Cái xong mình hạ cửa xuống mình hỏi phát không. Du lịch, tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái di mơ. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. Alo, xin chào mọi người. Nói chung là cái hệ thống cái bậc nhất là cái này nè. Cái lọ sưởi gì mà em, nó quạt mạnh quá, rớt điện thoại nãy giờ trong livestream kia nó rớt 4-5 lần luôn. Ơi. Rồi thế mẹ nó không có làm vlog nữa. Thiệt tình bực ghê á. Bữa nay dì sẽ nói về đường xá của Mỹ. Tất nhiên có cái mặt đẳng cấp, nhưng mà cũng có cái mặt cùi bắp, và nó cũng có những cái lạ so với Việt Nam, nhưng mà nó không đại diện cho Mỹ. Mày nhức đầu chưa? Tại vì sao? Tại vì nói với em rồi, Mỹ nó 50 tiểu bang, còn thêm một hai cái tiểu bang nó mua ở bên Canada chứ nó xu ngoài biển nữa kìa, là Hawaii, Alaska đó. Đó là biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu sự khác biệt, nên cái vấn đề gì chỉ dừng lại đây. Đó là nói về hệ thống giao thông của Mỹ ở những cái downtown và con đường cao tốc. Nó kêu là Hawaii. Highway chứ không phải là Hawaii, chứ không phải là Hellway, chứ không phải là Huawei luôn. Đó, Highway là cao tốc. Thì tất nhiên nói về đường xá đó thì nó có hai loại đường, một đường nội đô, hai đường liên tỉnh. Thì cái Highway là dùng trong chữ liên tỉnh đó. Nó dùng cho chữ liên tỉnh. Ở Việt Nam mày, ở Việt Nam mình á, các bạn sẽ thấy á, giống như là cao tốc Long Thành Dầu Dây thì nó kêu là một cái Hawaii. Đó. Nhưng mà ở bên Mỹ này á, nó có cả 100.000 cái Hawaii luôn. Hawaii nó chạy liên bang có, Hawaii nó chạy trong tiểu bang có, Hawaii nó chạy trong thành phố có luôn. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Cái đó là cái sự gọi là rất là phức tạp của hệ thống giao thông Mỹ. Mà cái sự hệ thống giao thông Mỹ là một cái vấn đề mà Duy Nguyễn muốn tìm hiểu từ rất là lâu. Tại những cái ngày đầu á mà Duy Nguyễn làm ăn á với Mỹ á, là Duy Nguyễn bị chịu một cái phí rất là mắc, đó là phí shipping. Đó. Má nó shipping mắc bà mẹ luôn. Cái hũ súp này ăn uống này nó thiệt vào luôn á. Cái tiền shipping từ Mỹ về Việt Nam không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà cái tiền shipping ở trong nội địa của thằng Mỹ rất là mắc. Đó. Nó mắc thường phải gấp 2. Nó mắc gấp 2 đó. Oh my god. Thí dụ nó kéo từ Bờ Đông qua Bờ Tây cho thấy mẹ rồi. Mà tại sao nó kéo từ Bờ Đông qua Bờ Tây? Nó khổ vậy đó. Ai đó là được cho ngàn. Wow. Ngàn bằng Việt Nam. Chứ đâu có khùng đâu cho ngàn đô Mỹ. Đúng rồi. Thôi chỉ với em luôn. Ở Việt Nam mình mà làm ăn với Mỹ á, thì nó sẽ thường á, nó đi từ hai bờ, một bờ đông hai bờ tây. Bờ đông là bờ nào? Bờ đông là bờ của bang New York với bang Florida đó. Là cái bờ đó nó kéo tàu đi vòng, nó chui qua eo Panama rồi tùm lum la, chui xuống mũi Hảo vọng châu Phi rồi đi rất lâu mới tới Việt Nam. Thường nó đi gấp đôi lần từ bờ tây. Tại sao đi bờ tây nhanh hơn? Tại vì bờ tây mình có cộng đồng người Việt rất là đông em. Đó là Cali. Đó, Cali. Đó, hiểu không? Anh Duy nói chuyện liên quan quá. Ủa cộng đồng người Việt liên quan gì tới cái chuyện shipping. Cái này là anh mượn hình nói chuyện, đúng không? Anh đã chia sẻ cho tụi em một cái kiến thức về những cái địa lý mà ví dụ như người Việt mình nằm ở bang nào bạn làm nhiều, mốt tụi em qua tụi em ghét Cali, tụi em chơi, đúng không? Em qua Cali là em cần nói tiếng Anh, khẳng định luôn. Tùy chỗ nha. Qua Cali là nói tiếng Việt ok. Nói tiếng Việt thoải mái luôn, bởi vì mình thấy ấm áp tình người lắm em. Qua bển nó tự nhiên một Việt Nam thu nhỏ. Vô tiệm phở, em nói thích ăn cái gì em nói cái đó. Em nói người ta hiểu hết á. Mà người ta nói tiếng Việt vậy với em luôn. Đó là cái hay. Đó là nó thiệt. Còn nói về góc độ địa lý á, thì khi đó mà tụi em cái gọi là cái logistics á, nó ship từ đầu Cali về á, là nó nhanh hơn. Mà nó nhanh hơn làm cho chi phí nó rẻ hơn. Đó, cái này là mấy em nào chuẩn bị học logistics nhớ cái điểm này trả bài nha mấy em. Nhớ điểm này trả bài. Thì để ví dụ như giờ cái tình huống giống như là giờ bạn ship cục hàng từ ở bờ đông qua bờ tây, nó chạy nguyên một chiều dài nước Mỹ chạy thòn vậy nè, tiền ship mắc như quỷ. Oh my god. Đó, mà thấy không, cái hệ thống đường xá của Mỹ nó, mình phải nói là dùng cái từ mà nói chung là Trung Quốc anh chưa đi thì anh không dám nói, nhưng mà có rất là nhiều người ta khen Trung Quốc, nhưng mà anh thấy được cái đường xá của thằng Mỹ nó quá đẳng cấp em, nó quá đẳng cấp mà tự nhủ trong lòng mấy trăm năm nữa Việt Nam mình có được như đó không ta? Nope. Thiệt luôn á, tại vì cái hệ thống đường xá nó phải như vậy nó mới phục vụ cho cái nền kinh tế được bạn không? Qua bên này á, xe container nó chạy 120. Cái này là các bạn kiểm tra giùm mình có đúng luật không nha bạn? Không biết, tại vì mình thấy nó chạy thôi. Hóa rồi, container nó chạy trên Hawaii nó chạy 120 km/h 75 mai á. Ủa láo bà bạn. Trời ơi, mấy bạn nào Mỹ xác nhận coi luật cho chạy 120 không? Yes. Mà thấy cũng cho 120 mà. Tại vì á, ở trên Hawaii á, gì soi rồi, nó chỉ ghi là tốc độ chung thôi à, chứ nó không có phân loại xe như Việt Nam. Ở Việt Nam đó, nó phân loại xe tải chạy khác, xe công, xe đò móc chạy khác, xe con chạy khác. Còn đây nó ghi tốc độ chung, 75 là 75. Đó, xong rồi có mấy công an nó chỉ đi vòng vòng kiếm nào chạy over mile nó quất thôi à. Mà ở đây nó phạt hài lắm em, hôm qua là gặp nhóc kia bị phạt. Không biết nó chặt tội gì á. Police chạy sau, xe chạy trước, police nhá đèn hú còi. Bản thân anh ngoan ngoãn bắt vô luôn. Sau này mới tìm hiểu là ở bên này nó phạt vậy đó. Nếu mà ví dụ như cái xe bạn chạy trước mà đằng sau cái police nó chạy bạn, nó hú còi mà bạn tấp vô, nó lên nó quất bạn luôn, là bạn chống người thành công vụ. À, nên bên này nhưng mà cảm thấy tại sao bên cái nền kinh tế của Mỹ nó phát triển nội địa nó mạnh quá. Con nghĩ là giờ mẹ container nó chạy 120, nó chạy vậy nó xếp hàng bao nhanh thì còn gì nữa. Thứ nhất á, là nó sử dụng hệ thống tự động hóa hết, là nó không có khiêng hàng đâu ba ơi. Những mấy dân Việt Nam mình xuống công nhân khiêng tích chứ mẹ. Còn bên này nó xuống công nó kéo rồi từng mấy nâng mấy cẩu ra làm phèo xong. Nên cái sự là hiện đại hóa nó cao hơn, và quan trọng nhất là cái thời gian mà di chuyển giữa hai cái nơi đến và nơi đi á, thành container chở rất nhanh, chạy 120 các bạn không giỡn không, mà hầu như xe nào nó cũng chạy 120 á. Đó, xe truck, xe tải, xe quỷ quái gì chạy kín lắm, mà đường nó rộng thênh thang, mà rộng vậy á mà cũng kẹt xe chứ phải không đâu nha. Duy không nói là bên Mỹ không kẹt xe, bên Mỹ nó có kẹt xe. Kìa mấy em nhìn kìa không, trên cầu kìa đứng im luôn kìa. Tức là cái lối đó là cái lối exit của những cái thằng ở cái Hawaii kia, nó chạy xuống đó, nó bị kẹt, nó đi vô bên cầu luôn kìa. Mà khi kẹt xe mà tùy vào vấn đề của nó cũng rất là gay gắt và nặng nề, chứ không phải là giỡn. Thí dụ như là kẹt xe là do là như vậy. Trên cao tốc thì ít kẹt lắm, cái đó phải thừa nhận, nó chỉ kẹt ở những cái nút thôi. Mà cái nút giao thông ở trên Hawaii của nó bạn nhìn nó rất là kinh khủng, nó rất là kinh khủng. Đó, mà thường nó kẹt ở những ngã rẽ. Cái lối exit á, nó chạy nó rẽ qua cái đường khác, lần nó xui gặp đường nhỏ trong đó, có đèn xanh đèn đỏ cái nó kẹt cái đó. Nó giờ cao điểm 5 giờ chiều nó mới kẹt, bình thường chạy về mèo không kẹt. Rồi chạy giữa chừng nhiều khi sợ ma nữa, nó vắng á, nó vắng. Vậy thì Duy rất ấn tượng về cái đường xá bên Mỹ, mà cái đường xá bên Mỹ á, nó tạo cho mình cái sự phức tạp làm cho mình cảm thấy hoang mang. Tức là ở bên này á, mọi chuyện các bạn phải nhìn trên biển, và người tham gia giao thông họ ý thức rất cao các bạn, rất cao ở chỗ này. Tại sao Duy nói rất cao? Lấy một cái ví dụ Việt Nam có, đó là ở Việt Nam không có thì sao nói, đúng không? Cái nút giao thông như nè, cái nút giao thông ngã tư nằm trong downtown rồi, nằm trong, không phải highway nha, nằm ở trong đường bình thường á, trong city á, thì nó có cái chữ stop, cái biển nó đều chữ stop luôn. Tự nhiên gặp chữ stop để hành xử sao trời? Không lẽ gặp chữ stop đứng lại không chạy sao đi? Mà chỗ đó không có đèn, nó có chữ stop thôi. Đó, sau này find out tìm hiểu ra mà thấy tự nhiên stop, cái cha con đứng lại hai ba thằng luôn, đứng lại xong rồi thằng này nhường kia nhường nọ, mới động hiểu gì hết. Nhưng mà sau này mới hiểu gặp chữ stop đó là mấy em phải dừng lại, tụi em quan sát, không có xe giọt, ghê không? Lạ. Nhưng mà không phải muốn giọt sao giọt, thằng nào vô stop trước thằng đó giọt trước, thằng nào vô stop sau thằng đó giọt sau. Vì tại sao Duy nói ý thức nó cao, đúng không? Tại vì Duy quan sát khoảng chừng 10 tình huống stop, Duy thấy tụi nó vô ra rất là hoàn chỉnh, rất là bài bản. Thí dụ cái chỗ đó không có công an sao mày chạy luôn đi đó, tự nhiên cái chỗ đó có mày stop là mày dừng làm gì, chạy mẹ đi, đúng không mấy em? Đồ giáp anh nè, hai bên không có xe nào hết trơn hết á, nó chạy dọc stop đứng lại chi vậy? Ví dụ gặp anh mà anh ra đỉnh là thấy rồi, gọi dọc luôn đi, nhưng mà ở đây nó làm vậy. Thì điều đó phản ánh là cái gì? Điều đó phản ánh là một, ý thức nó cao, người nó thông minh. Còn hai, nó sợ tí kịch. Vậy thôi, đúng không? Khách quan không em? Khách quan không, có thể thằng đó ý thức nó không, nó không bằng mình nhưng mà sợ tí kịch. Ủa bên này tí kịch mà ăn 2 phát đi, nghe nói ăn 2 phát xong rồi thi lại luôn á. Công an bên đây nó hài lắm mà, đi đâu rảo vòng vòng gặp nào sai hút à, không có ngã tư nào đứng hết á. Đó, đó là cái ý thức tham gia giao thông nó rất là cao, nó rất là cao. Vấn đề nó liên quan tới ý thức thì vấn đề nó không biết chừng nào thay đổi. Còn nhiều khi mình quay lại Việt Nam, nhiều khi đèn đỏ nó chạy luôn, nó chứ đừng nói. Đèn đỏ nó chạy luôn chứ không cần tóp tiếp gì hết trơn á, nó đụng mình quất mình luôn chứ. Cái hệ thống á, giao thông bên Mỹ nè nó hoàn chỉnh rồi, đúng không? Giống như từ Dallas mà đi xuống Houston thì nó đi qua đường Highway 45. Đường Hawaii nó có tên, có số, nó nhiều tên lắm. Mà cái hệ thống giao thông nó hoàn chỉnh, nó đẳng cấp tới nước. Bạn chỉ cần dùng cái app thôi mà đi khắp nước Mỹ. Bạn đi khắp nước Mỹ, điều đó chưa làm được ở Việt Nam. Mà không biết bao lâu mới làm ở Việt Nam. Ở Việt Nam mà nghe chị Google một cái, một đi vô rừng luôn. Thằng nào không tin đi về Vũng Tàu đi, đi về Hồ Tràm đi. Đi về Hồ Tràm mà nghe lời chị Google một cái đi vô rừng luôn. Nó chỉ tầm bậy tầm bạ thôi, vô ngõ cục luôn. Còn ở bên này nó chỉ rất chính xác. Đi xài Google Maps bên này nó rất chính xác nè. Nó chính xác tới mức là nó mày chạy tới đây đi, còn bao nhiêu mai nữa mày chuyển qua lane bên trái, mày giữ lane bên trái, xong rồi tới đó mày turn left turn right, xong rồi chạy qua bao nhiêu cái corner nữa sẽ tới điểm đến của mày. Ở quán hàng chi con gái đàn bà đây chạy xe người ơi, con gái chạy xe đàn bà đi xe người ơi. Nhiều khi gặp cái tình huống mắc cười lắm, gái đẹp mà chạy xe tóc vàng đàng hoàng đang chạy ngoài đường đó, bữa hổm không biết vụ gì á, bữa đó không biết gì lái hay sao á. Nói chung là chắc mình Việt Nam qua hơi lạ chút, mình lái chắc có cái gì đó nó chửi mình mày. Nó chửi đưa ngón tay lên, ngón nào quên rồi ta, cái ngón mà chửi phát du nó đưa ngón nào, nó chửi mình vậy đó. Cái xong mình hạ cửa xuống mình hỏi phát không, cái nó chắc cái chửi mình khùng. Gái bên này dữ lắm mà, không giỡn đâu, chửi ghê lắm, giỡn đâu luôn. Má tóc vàng nhìn mặt xinh xinh thôi chứ dữ ác luôn. Đó chia sẻ cho nó vui thôi. Còn cái hệ thống cao tốc bên đây nó rất là nhiều các bạn, nói lại phải là một cái đâu, không phải là một cái. Bạn lên Google Maps bạn nhìn đi, bạn cứ lên Google Maps bạn search America hay USA gì đó, bạn chỉ cần search chỗ đó thôi, bạn kéo bản đồ và zoom ra mấy cái đường vàng là cao tốc không đó, đúng không? Mà thường á vô một cái thành phố nó sẽ có những cái hệ thống đường vòng tròn như đường vành đai, nước nào vậy thôi, mấy nước phát triển Pháp, Anh, Úc, Ý gì nó vậy hết đó. Thằng Mỹ thì cũng không ngoài lệ, đường nó nhiều mà xe hơi nó kinh khủng luôn. Bởi vậy Mỹ là một trong quốc gia mà Duy đi qua Duy thấy là nó xe hơi cũng có nhiều mấy nước kia. Nói chung là ở bên đây được cái thích nhất là mấy cái Bắc Kinh đó, xe đậu nùi luôn mà mẹ ơi. Ví dụ bên thằng Nhật đi, nó đi xe hơi, nó còn đi xe đạp, nó còn đi bộ, đi xe lửa. Bên đây tất cả mẹ cha con nó tập trung xe hơi không. Xe hơi nhiều kinh khủng, cây xăng nó nằm mật độ nhiều quá trời luôn. Chạy xíu vô cây xăng. Ngã rẽ exit về nọ kia nó không có cái đèn xanh đỏ đâu chứ. Ở trên Hawaii này nó có những cái tuyến rẽ đó, nó kêu là exit, nó chạy qua nó rẽ vô mấy cái đường nhánh, đường phụ hoặc nó lên một cái Hawaii khác thì nó rẽ tới rẽ lui như vậy đó thì nó gây ra kẹt thôi. Bởi vậy Duy mới bức xúc vì nó là ở Việt Nam mình quốc lộ 1A không biết chuyện nào nó khá được. Trời ơi cái này quốc lộ 1A đèn xanh đỏ miết, chạy từ Bắc vô Nam chạy nào mới xong. Cái đó mà Duy nói thì bạn nói là này khó tắm. Nhưng mà các bạn không có hiểu, nó tới bạn đi trên quốc lộ 1A thì quốc lộ 1A có phải là Hawaii không? Mặc dù nó chưa là đường Hawaii nhưng mà chức năng nó như Hawaii thì còn gì nữa. Nó đi từ Bắc vô Nam luôn. Mà mỗi lần đi vô tỉnh, khu dân cư trẻ em đi học chợ búa này nọ, chạy ức chế kinh khủng. Xong rồi bị mang phạt án. Nên nhiều khi biết nói làm sao đó là sự khác biệt thôi, đúng không? Khi mà ta so sánh thì ai cũng sẽ cảm xúc, thì các bạn thông cảm cho người ta nha, để mình biết được thế giới nó có cái này có kia để mình định hướng. Sau này không biết chừng nào Việt Nam mình mới giống vậy. Thì Việt Nam mình cái định hướng phát triển nó cũng na ná, nó sắp ra rồi nhưng mà nó chưa ra thôi. Cũng có hệ thống đường vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4, đúng không? Cũng có kế hoạch là quy hoạch cao tốc chỗ này, hoạch cao tốc chỗ kia, tới năm 2030 được bao nhiêu mét cao tốc gì đó ABC. Nhưng mà đó là cái chuyện của quy hoạch, thì không biết chừng nào có thì mình bàn. Đó, một cái Hawaii ở bên Mỹ này á, nó rộng lắm mấy bạn, nó rộng lắm. Vì rất là ấn tượng, nó rộng kinh khủng. Nó bự rồi chắc phải gấp 3, gấp 4 lần á. Thì ở đây một bên đó là trung bình là từ 5 tới 6 lane. Có những cái Hawaii 8 lane. ghê không? Một bên đó nha, hai bên 16 là em. Vậy mà xe hơi nó chạy nụi má ơi, nhìn thấy kinh khủng luôn. Cái đó nó thiệt. Nhưng mà cũng có những Hawaii y chang Việt Nam. Ví dụ chỉ tên luôn, Highway 45 đi từ Texas xuống Houston. Đó, cái Hawaii đó nó có hai lane, mà thiệt mẹ nói chuyện nó phải chê chứ. Nó xấu hơn Long Thành dù dây nữa. Nó là chạy chê nha, nó chạy chê đàng hoàng. Nó, chứ không phải là lúc nào cũng khen. Cái đó là cái cảm nhận của một người ta nhìn về một cái nơi mình đi qua. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ sâu. Cái Hawaii nó dính giá là nó còn cụi hơn cái Long Thành đầu dây nữa. Nhưng mà nó hơn có mặt chức năng, nhưng mà nó thua mặt chất lượng. Chức năng là gì? Tức là ở Hảo Mỹ này á, cái thằng Hawaii nào á, cái chức năng nó như nhau thôi. Nó cũng là những rẽ exit này nọ lục liếc, nó y chang nhau không khác. Nhưng mà thua chất lượng là mặt đường. Hawaii ổ gà quỷ. Thiệt, ổ gà không phải là ổ gà bự, ổ gà nó nhỏ nhỏ thôi, chạy xe bùm bùm, khó chịu lắm. Đường thì không láng lắm đâu, đường cái bự thôi, cứ chạy nó cũng cà tưng á. Thì nói về chất lượng mặt đường á, thì chất lượng mặt đường của đường này thì không thể nào bằng được cao tốc Long Thành Dầu Dây nha mấy em. Nên đường sáng nó thì cũng có cái này có kia, nhưng mà nói chung á thì nói về đường xá và hạ tầng ở bên này thì còn không có gì để mà chê. Không có gì để chê, chỉ chê con cái là nó còn đường xấu, đường đang là đường hơi dậy á. Rồi mà ở cái bang Dallas này, ở lộn thành phố Dallas và Texas á, đường ở trong thành phố nhiều khi đóng xấu đó bạn. Nói chung á đường thì sạch đó, không gian thì đẹp, quang cảnh hai bên đường thì ok, đường không có rác, lá cây quét thường xuyên tốt, không có đáy bậy, không có tè bậy, cũng không ngoài đường. Nó nói chuyện không có ngoài đường chắc bị mất khỏe, nhưng mà thằng chưa thấy thôi, kể ai thấy nó mình chưa thấy mình nói không. Nhưng mà cái chất lượng mặt đường á thì nó vẫn còn nhiều cái vấn đề. Chạy thì nó cũng bụp, nói chung nó không được ngon lắm. Có đường này đường kia nha, nhưng mà chỉ thấy là khoảng chừng 10 đường á thì chỉ được chừng 3-4 đường mà chất lượng mặt đường nó tốt. Chứ đang nói cái chất lượng mặt đường chứ không nói con đường mà không hiểu rồi. Cái chất lượng mặt đường là đường của bạn có láng hay không, đường của bạn có ổ gà hay không, đường của bạn những cái vạch sơn trên đường nó có đẹp hay không, thì cái đó là chất lượng mặt đường, đúng không? Còn ví dụ như bây giờ tự nhiên cái đường mà cái chỗ đó cái lane only turn right, tức là cái chỗ đó cái lane là chỉ rẽ phải thôi, mà cái mũi tên rẽ phải nó mà cầm mà ai biết cái chỗ đó nó cho chạy sao đó. Nên khi mà công an xuất phạt á thì nó nhạy cảm. Tao không thấy mày phạt tao, vậy mày chửi thằng làm đường đi. Nó làm đường nó không chịu bảo trì cái đường mà. Nhưng mà nói chung thì nó đi nó lại chốt một câu đi, đường bên Mỹ đẳng cấp nha, đường bên Mỹ đẳng cấp lắm. Đường dành cho xe hơi, bên Mỹ là một quốc gia nó phát triển xe hơi. Cái xe hơi bên Mỹ nó rẻ như cho, nó rẻ đúng lắm, nó nói chung là nó rất là bình thường. Nói chưa này hãng xe ta ba ơi, đỡ hãng từ lừa luôn với hãng không nằm ở đây nè. Nó nhìn đường xá nó rất là ok, thoải mái, sống tiện nghi. Bởi vậy cái xe hơi ở bên Mỹ nó rất là phổ biến mà gọi là mình không có quan tâm chỗ nó thiếu đất đậu xe, đúng không? Cái mò cái miết cái chỗ bán phở, bán cá, bán cháo lòng, bán tiết canh gì đó, cái này đi chém thôi, tôi đọc tiết canh không thấy, thì nó vẫn có cái chỗ đậu xe hơi mà cái quốc gia người ta đã tiến tới cái sự văn minh mà thật sự mình qua đây mình thấy chắc đi hơn mình biết nhiêu năm. Nó thật sự bạn luôn. Tất nhiên là cái kiến thức về Mỹ á, thì cũng được trang bị rất là lâu, nhưng mà cái thực tế về những cái điểm nhỏ trong xã hội á, để mình hiểu thêm á, thì gì phải trải nghiệm từng ngày. Cái đó nó thiệt mà các bạn nên vậy thôi. Các bạn nên vậy thôi. Nếu mà các bạn chưa đặt chân qua Mỹ hay là bạn chưa đặt chân qua những nước khác thì các bạn sẽ xem video của Duy Nguyễn. Nó khách quan 99% đó em. Thật là nhiều người ghét xạo lắm. Thằng nào nó xạo là người ta chết á. Thì có sao nó vậy đi. Tùy nhận xét mỗi người. Thêm cái túi đi, chốt video dài quá. Giờ ví dụ như bên Mỹ đó, thằng bị què, bị tàn tật, bị gì đó không biết. Đó, thì á, khi mà những người đó người ta chạy xe, người ta sẽ được ưu tiên các bạn. Người ta được ưu tiên. Ví dụ như bây giờ Duy muốn mở con game bên Mỹ đi. Trên cái parking của Duy á, ví dụ như có 10 slot, tức là 10 cái parking thì Duy phải dành ra từ khoảng 2 lot để cho những người tàn tật đậu xe. Thấy ghê chưa? Giống như bạn đi vô Ion Bình Tân, Ion Bình Tân mà đi tiểu đi, Mày sẽ thấy có một cái slot dành cho 18 Phật Biểu. Cái slot đó mà thằng nào mà không tàn Phật vô đúng chết nha mày. Cái đó là kém văn minh. Cái đó người ta đi rõ ràng dành cho người tàn tật sử dụng rồi. Thì bất kỳ thằng nào mà không tàn tật vô trong đó đó là kém văn minh và bị phạt. Thế thôi. Còn nếu mà bạn mở ra một cái dịch vụ, một trung tâm thương mại gì đó không biết, mà bạn không có chỗ dành cho người tàn tật, bạn cũng bị phạt, bạn cũng bị gọi là khiển trách, bạn cũng bị phạt luôn. Vì lấy ví dụ như là Kha Bắc Kinh đó, là cái chỗ đậu xe như đi để ý không, bao nhiêu cái tiệm này bao giờ nó phải có một lót hai lót cho chỗ đó. Vậy thì á, ở bên Mỹ nó sẽ tình trạng đi thưa. Họ không có tìm hiểu ghê lắm ba, đi thưa. Thí dụ như thấy cái xe đó đậu vô trong cái ô của người tàn tật, chụp hình đó, chụp hình biển số xe đi thưa công an. Nếu mà cái xe đó tàn tật thì không sao nha, cái xe đó không tàn tật, thằng chủ xe phạt thấy mẹ luôn. Đó, cái đó là có thiệt. Mà biết sao cái xe đó nó có tàn tật hay không? Nhìn vô cái kiếm của nó, nhìn vô kiếm phía trước của nó, giống như là cái đăng kiểm của Việt Nam nó hình tròn tròn như nè, thì nó treo một tờ giấy màu xanh, nó vẽ hình cái xe lăn. Tức là cái xe đó dành cho người tàn tật đã được nhà nước công nhận đó, thì cái xe đó được quyền đậu vô ô đó. Còn cái xe nào mà không tàn tật mà vô cái ô đó đậu ra là chết nha em, chết nha em. Cái vụ này anh Duy thấy cũng hay nè, cái vụ này anh Duy thấy là nó tức là một cái xã hội mà nó thường tôn pháp luật, một cái xã hội nó phải thường tôn pháp luật thì nó mới ổn đó. Mà nó làm cho những người mà gọi ta có hoàn cảnh không ai trong xã hội người ta được đối xử một cách nó công bằng và thêm phần chút xíu ưu tiên, có thể là mua đồ ăn nó cũng rẻ hơn này nọ kia. Thôi video dài quá, nhắc ở đây, bữa sau nói tiếp. Vấn đề giao thông Duy sẽ nói rất là nhiều video, bạn yên tâm đi. Tại vì qua đây Duy đi nhiều chỗ mà. Thôi, bye bye nha. Hay thì xe và like đi ba. Cưỡi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.